Chúng ta sẽ học một bài rất là hay, chuyên tài hoàng hôn. Rồi, à, với cái bài này thì chúng ta, các bạn chơi điệu bolero ha, à, tempo các bạn chọn chiều 80, 82 gì cũng được. Chúng ta là chơi tempo thì nó không có quan trọng cái tempo, miễn sao các bạn chỉnh sao cho nó vừa hát thôi. Các bạn đừng có nhớ cái tempo, mình chúng ta chỉ cần nhớ cái điệu thôi. Bởi vì cái mặc định của cái điệu là nó sẽ kèm theo cái tempo kèm theo. Tức là ví dụ như rumba bolero thì nó có khoảng tempo khoảng nhiêu đó, thì mình chơi khoảng đó rồi mình biết chắc chắn rồi. Rồi sau đó chúng ta hát, các bạn hát vào thấy cái nó nhanh quá thì hạ tempo. Chậm quá thì tăng tempo tí xíu, nó về đây ha. Rồi, cái bài này thì nam thì hát ở tông rê thứ, đô thứ gì cũng được các bạn. Rê thứ thì nó hơi cao tí xíu, nhưng mà hướng dẫn các bạn trên rê thứ trực tiếp luôn ha. Chúng ta không chỉnh tranh bốc gì cả. Cái phần intro là các bạn là nhớ cái phần intro này để chúng ta sẽ đưa vào cái phần điệp khúc luôn. Tại vì rất là nhiều cái bài phối khác nhau từ các ca sĩ hát khác nhau, thì cái bài phối nó khác nhau, cho nên là cái phần intro á thì có nhiều cái intro khác nhau quá, thì mình thấy nó cũng không có cái nào đặc biệt và cũng không có cái nào mà gọi là nó tôi nói gọi là hay á. Cho nên là các bạn thôi bây giờ mà chúng ta cứ lấy ngay trực tiếp trong bài đi, lấy phần điệp khúc làm intro. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần điệp khúc luôn ha, rồi chút sau lát phần hướng dẫn thì mình sẽ nói phần điệp khúc nữa, tức là điệp khúc nó sẽ lấy, mình sẽ lấy từ intro. Rồi các bạn nghe phần intro ha. Bây giờ các bạn nhìn nó nè. Ở đây thì các bạn nhớ chú ý nè, tông rê thứ thì những cái hợp âm các bạn chú ý là nhìn trên tay trái ha. Rê thứ các bạn sẽ bấm là phà là rế nha các bạn. À, thông thường thì chúng ta bấm rê thứ của la thứ là bấm là rê phá, nhưng ở đây rê thứ sẽ là trụ, cho nên là các bạn bấm gì theo cho mình cho dễ nè ha. Phà là rế và ngón là ngón út, ngón trỏ, ngón cái ha. Đó, ok. Đây là rê thứ, sau họ sơn thứ. Các bạn sẽ bấm là ngón út, nút sơn, si dán, giữa và rê ha. Chúng ta giữ rê nguyên nè, si dán, sơn, si dán, rê là sơn thứ. Ok ha. Rồi, rê thứ, sơn thứ, rồi hợp âm pha trưởng. Hồi nãy rê thứ vậy pha la rê nè. Các bạn chỉ cần bỏ rê, bỏ gì đồ, chúng ta sẽ hợp pha trưởng. Rất là dễ các bạn. Hả? Cái cách là như vậy, cách bỏ vì sao bỏ âm rê thứ như vậy thì nó sẽ có mối liên hệ với tất cả các hợp âm khác, nó sẽ là na ná giống nhau và nó sẽ giữ nguyên cái nốt nào đó lại. Thông thường là như vậy, nó có mối quan hệ như vậy ha. Rê thứ nè, sơn thứ nè ha, pha trưởng thì như rê thứ nhưng mà cái rút rê bằng dài rút đô là pha là đố, sẽ là pha trưởng. Ok ha. Rồi xong tới hợp âm la bảy thì các bạn chú ý nè, từ rê thứ mà chúng ta các bạn bấm qua la bảy thì chúng ta các bạn cứ giữ cái nốt la này đi, rồi nó áp bút chúng ta sẽ bấm vào nút son, nó ngón trỏ chúng ta sẽ bấm đô thăng và con cái chúng ta sẽ đập mi. Nó tóm lại là bốn nốt là son la đô thăng mi. Rồi vậy ha, la bảy ha, son la đô thăng mi. Ok. Rồi các hợp âm si dán trưởng, các hợp âm si dán trưởng thì các bạn từ ngay chỗ rê thứ nè, pha la rê nè, các bạn cũng bấm nút la ngón giữa, bạn bỏ lên cái nút si dán thì chúng ta sẽ có hợp âm si dán trưởng luôn đó. Cái cách bỏ rất là đơn giản, nó có mối liên hệ hết nè ha. Rê thứ nè, rồi nút la này nè, các bạn bỏ lên tờ nút si dán trưởng, si dán rồi ra hợp âm si dán trưởng ha. Rồi chú ý như vậy. Nếu mà trường hợp có thêm hợp âm đô trưởng nữa thì các bạn ngay cho rê thứ nè, các bạn chuyển nguyên cái ngạch có nghĩa là sao, chuyển luôn một lần ba ngón nè, vị trí khoảng cách gì vậy ha, chúng ta chuyển về một bậc mì son đô, nó sẽ ra đô trưởng luôn ha. Rồi cái cách như vậy ok ha. Rồi những clip khác mình cũng có học rồi, nhưng mà hôm nay mình hướng dẫn la thứ, lâu lâu sợ các bạn quên tông rê thứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đần trực tiếp rê thứ luôn ha. Các bạn cũng nên tập thêm một hai tông nữa cho nó là lạ, và chúng ta sẽ có cái cách chơi về âm nhạc nó hay hơn, nó tăng thêm một cái xíu hiểu biết cũng như là ngón tay có một cái bước ngoặt mới với trình độ mới về âm nhạc ha. Nhiều tông mà nó mới hay hơn. Rồi bây giờ các bạn nghe intro là rê 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 rê
la son fa la re. Rồi các bạn chú ý là sau khi chúng ta đi một cái intro, các bạn dùng một cái câu dằn, mà cái câu dằn này á nó sử dụng phổ biến trong bài này, giống như một cái câu dằn đặc trưng á, câu lót câu đặc trưng. Đó, các bạn sẽ nốt là re fa la do si. Ở đây nút si này nó lạ cái chỗ này, các bạn đừng nút si bình. Re fa la do si la sol la, chúng ta sẽ có cái câu đó ha. Các bạn đặc biệt nhớ câu này để trong bài đó chúng ta sử dụng rất nhiều. Re fa la do si la sol la. Rồi làm lại phần trước ha. Si dáng nha bạn. Hầu như tất cả các nốt trong bài nút si là các bạn trong ri thứ thì các chúng ta sử dụng nút si dáng. Còn cái câu mà nãy lâu á nó về si bình nghe lạ hơn xíu. Lát dần ha. À, chứ tất cả nút si bình thường mình không nói là các bạn biết đó là si dáng nha. Dạ. Yeah. Các bạn phải đi thiệt là nhanh. La re. Các bạn đợi ở trên hoặc đợi dưới đây cũng được. Thì nhìn cái nãy nó cái tiếng nó trầm quá cho nên mình đẩy quan tám lên đây. Re fa la do si. Re fa la do si nó nằm ngang phát ba nha. Re fa la do si. Re fa la do si, bạn đánh từ ngang phát 2 qua phát 3 cái câu. Re fa la do si. La sol la nó sẽ trở dựng ngay hết 1. 1 re fa la do si đến phát 2. 1 re fa la do si la sol la. Rồi, làm lên trước ha. Sao gì chủ re ra la re. Rồi lại lên trơ một lần cuối ha. Re fa la do si, nghe nốt si chỗ đó chúng ta các bạn có thể chen giữa hợp âm sinh trưởng ở chỗ đó ha. Rồi làm lại trước một lần nữa. Sơn trưởng la sơn la bỏ chỗ là chỗ hợp âm la bảy. Rồi xong ha. Rồi bây giờ dùng đoạn A luôn nè. Với cái phiên bản gốc thì cái tiết tấu vừa rồi á thì nó đi không có đúng.
Tức là gần đây là một số ca sĩ mới bây giờ người ta hát, phối lại cái kiểu mới á, hát thì người ta đã dời về cái nhịp của cái bài Chín Tàu Hoàng Hôn này. Tức là như đây, nó thì nôm na thì bây giờ này nè, thì cái gốc của nó thì cũng như từ cái câu mà rê la la fa son la son fa rê fa đó, từ cái khúc mà cái câu rê la la fa son. Thì mình hồi nãy lúc hồi nãy Trần Khánh hướng dẫn các bạn đó, thì Trần Khánh đưa cái nút son cuối câu nó về ngay cái phát mạnh, có nghĩa là rê la la fa son la son fa rê fa đó, có nghĩa là đưa cái nốt cuối cái cuối câu á mình đưa về ngay phát mạnh. Thì đa số cái những ca sĩ hay là những cái người dân bình thường hát á, người ta đều hát theo phong cách đó, hát theo phong cách đó cuối cùng á là phải, chúng ta phải đợi là rê để cho cái nốt rê gì về nghe phát mạnh, si la son mi mi là rê. Thì bây giờ hầu như ai cũng hát theo kiểu như vậy hết, nhưng mà cái thực chất cái gốc của nó là như vậy các bạn. Rê la la fa son, các bạn chú ý nghe câu này nha, rê la la fa son thì nghe thực chất cái nốt la là nghe phát mạnh nè, rê la la fa son thì cái nút son là nghe phát mạnh nữa, lá tròn, còn mình nãy là lá son fa rê fa, nút fa cuối mới là nghe phát mạnh, nhưng mà thực chất đúng đúng của nó là nút son nha, lá son son là rê nghe nút rê nghe phát mạnh, là rê 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 mi rê si la rê son, đây nè, rê la son fa thì cái nút rê sẽ là nghe phát mạnh, rê la son fa si la son mi la đó, chỗ đó mình cũng có ngưng mà chúng ta sẽ đi luôn câu hát vậy, si la son mi la rê, nó về nghe phát mạnh luôn chứ nó không có đợi. Còn mình do là mình dời lại, mình dời lại cuối câu rồi cuối cùng cái si la son mi chúng ta phải đợi cho tới cái phát mạnh, chúng ta mới làm là rê nghe phát mạnh. Hãy các bạn không hiểu hai phần đó ha. Có nghĩa là phiên bản đúng của là như thế này, phần câu đầu cái giai điệu câu đầu thì bình thường nha. Còn từ cái bắt đầu con rê la la fa son rồi cũng nè, rê la la fa son nhưng mà đúng la son fa rê fa la rê 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 mi rê si la rê son rê la son fa si la son mi la rê, thì cái câu đó như vậy là mới đúng. Còn giờ mình đã chuyển lại như thế này, rê la la fa son la son fa rê fa la rê 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 mi rê si la rê son rê la son fa si la son mi, phải đợi la rê đó là cái cách như vậy các bạn hiểu hơn đó ha. Thì bây giờ chúng ta chơi theo cái nguyên tắc cách nào cũng được, thì ta cứ theo 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 số đông đi, đa số mọi người hát theo các phong cách mới là chúng ta sẽ để cái nốt cuối câu, chúng ta phá cách đi, nốt cái cuối câu nó ngay phát mạnh, để cuối cùng thì chúng ngay cái chỗ mà la rê thì chúng ta đợi ngay nhịp rồi vậy ha, ta thấy nó dễ hơn á. Rồi bây giờ cái tới phần điệp khúc. Ok, điệp khúc này như nãy mình đã nói nó y chang phần giống phần intro luôn, nhưng mà lần thứ nhất thì chúng ta cái chỗ phần thứ nhất nó dễ áp. Thì bây giờ nè, đàn cho bạn nghe cho dễ ha. La son fa son la, thì cái phần này nó khác rồi, cái này là dễ áp. Thì chúng ta sẽ lặp lại ý chang như vậy luôn, nhưng mà cuối câu thì chúng ta sẽ đổi la son fa la rê, hồi nãy là son lá, còn la son fa la rê là kết luôn, nó giống như cái phần intro ha. Rồi nó lặp lại vậy đó, rồi vậy hai cái bài ở phần điệp khúc ha. Rồi giờ đập tấu đập đoạn bài cho các bạn nắm. Bài này cũng dễ không khó các bạn. Thank you.
ra cái phần đập tấu à. Rồi bây giờ cái phần điểm hát nha, ở đây mình sẽ dẫn các bạn cách điểm hát cái bài này. Và cái điểm hát thì của bài này thì nó libero mà, thì nó ná như cái bài còn lại thôi, không có gì khác thì mới à. Nhưng bạn chú ý là một cái câu đó là re do la do si la do la này mình có nói ha. Vậy mình nhớ hát luôn ha. String bè nè, càng phía nè, theo nè. Những cái nốt xong các bạn lót câu vào ná với cái giai điệu vừa hát á, bạn bấm theo là ok rồi. Không cần nhận, quan trọng bảo đúng là bấm ha. Vô nè, vô nè. Chiều nào bóng là xê tàn. À nhớ nè, thầy phải là đốt xe nè. Còn phố đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Một không gian bùng trôi nếu đôi chân thời gian. Nếu chơi cuốn chia lấy qua cái phần mà điệp khúc á thì string bè cũng được ha. Lấy string thì trưng nó đơn giản quá rồi. Vậy quá à. Mưa thu bay bay sẵn xe lòng sau nữa thì các bạn dùng, có thể chúng ta sử dụng tiếng rát để chúng ta đánh cái tấu này mà sử dụng các bạn cái tấu này quá nhiều tiếng tấu. Cái tấu này mình cũng đã học rồi, các bạn nghe thử nè. Rồi cái tấu này ha, chúng sẽ đánh như thế này à. Ngón trỏ các bạn sử dụng ngón trỏ và áp út, chứ đánh vào cái sử dụng hàm rê đi. Mình sẽ vẫn là đánh rê ngay ngón trỏ. Hợp âm nào thì đánh ngón trỏ là ngay vị trí của cái nốt hợp âm đó, rê. Và chúng ta sẽ kèm với một cái nốt đó là nốt quãng 3 của nó ha. Ví dụ rê chúng ta sẽ kèm một nốt pha chắc chắn ra ha. Và cái nốt pha chúng ta sẽ gõ xuống là áp út, rê pha ha. Có hai nốt cùng một lượt các bạn. Rồi tách tách, rồi sau đó ngón cái chúng ta sẽ lùi về một cái nốt so với cái nốt đó. Nghĩa là rê thì rê rê đồ rê đồ rê. Rồi các bạn nhớ là rê luôn luôn kèm nốt pha phía trước phía sau ha. Rồi áp út rồi rê rê đồ rê đồ rê. Tiếp nốt hợp son thứ thì các bạn chắc chắn là ngón trỏ sẽ là son nè, rồi ngón ba của nó là si giác. Fa son rồi, nếu mà son thứ đó là tính là son fa son fa son, nhớ là son lúc nào kèm với si giác ha. Son fa son. Nếu trường hợp pha trưởng thì các bạn sẽ đánh là fa la hai ngón này. Mi fa, ok ha. Đô thì sao? Đô thì chắc chắn là đô mí. Đô si đô, nó si giáng ha. Đô si đô, ok ha. Còn nếu mà trường hợp mà si giáng trưởng thì các bạn đánh là si rê. Si la si. Và si chắc chắn các bạn kèm với nốt rê ha. Si giáng trưởng ha. Rồi rê vậy ha, ok ha. Tóm lại chúng ta sẽ đánh vào tiết tấu như thế này. Bỏ phát mạnh, phát mạnh là cái phát chúng ta thay đó, làm ví dụ nè. Son la à, cái hợp âm la 7 thì các bạn sẽ đánh là la kèm với đô thang. Son la, ok ha. La son la. Sẽ áp dụng vào trong cái thứ tông bài tính quen thì các bạn áp dụng vô ha. Tâm tư cô đơn trên tao nỡ sao đây, đem yêu thương đi đến nơi nào cánh đôi tình bông cái ha. Lần
tài là bài hát nó như vậy ha. Rồi, chắc kết thúc bài tại đây thôi. Cái phần mà giang tấu thì các bạn cứ làm lại intro đi. Rồi, vậy là xong ha. Rồi, còn cái gì nữa không? Rồi, rồi vậy là xong rồi, ok. Rồi, lớp nghỉ. Chúc các bạn thành công với chuyến tàu Hoàng Hôn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem lại những tiếp dẫn theo của Trần Ánh nha. Rồi.